Các bạn bây giờ mình hướng dẫn các bạn cách xử lý cái con máy bàn đeo đồng bộ nó bị lỗi là trong cái vô trong nó không vào được win, nên là mình đang để chuẩn cứng là vào BT nhưng mà nó không hề thấy cái chuẩn legacy ở đây và BIOS sẽ lắp đây. Mặc dù trong bot bot này mình vẫn thấy là đang tích UEFI nhưng mà không thấy cái dòng cái dòng bot 100 mề ở đây. Thì cách xử lý như sau nhé. Ổ cứng thì mình đang để định dạng là GPT rồi, nhưng mà trên BIOS thì mình đã tích hợp chuẩn UEFI, thế nhưng mà nó không hề thấy cái phân vùng 100 mề khởi động ở đây. Thế mình sẽ ship lại cho bạn xem nhé. Đấy, không hề thấy bạn ơi. Cách xử lý như sau. Sắp ok rồi anh. Bot này. Head bot này. Bro này, MI này, bot này. Đây bạn chọn là bot 64.efi nhá. Bạn đặt tên, anh tên là gì nhỉ? Toàn. Toàn. Ok. Quay làm YouTube anh ạ. Quay làm YouTube. Em có kênh riêng mà. Đấy, như vậy là mình hướng dẫn các bạn cách xử lý cái trường hợp cái con đeo Optinex không bót được. Đây là con đeo Optinex 790. Ok, chào các bạn nha.